thì con biết là mẹ rất là lo lắng cho con, kể kể từ lúc con đi học cho đến lúc con đi làm thì lúc nào mẹ cũng xem con là một đứa con bé nhỏ của mẹ mà mẹ rất là muốn bảo bọc. Con cũng cảm ơn mẹ là vì mẹ đã để cho con được trưởng thành, được là chính mình. Và điều đó đôi lúc làm cho mẹ cảm thấy lo lắng. Nhưng mà đến cuối cùng thì con biết là dù cho thế nào mẹ vẫn rất là thương yêu con. Và con cũng rất là yêu mẹ. Con là một người con trai, vì vậy nên là ba má đã dạy con phải mạnh mẽ để có thể trở thành một trụ cột của gia đình. Con cảm ơn ba đã truyền dạy cho con những sức mạnh mà con nghĩ là nó sẽ giúp ích cho con trong cái cuộc sống cũng như sự nghiệp. Dạ, con cũng cảm ơn má, tại vì má đã truyền cho con cái tình yêu thương rất là nhiều, để con đem tình yêu thương đó đến với gia đình mình cũng như là đến với bạn bè của con. Con xin cảm ơn ba má rất là nhiều. Tụi con cảm ơn ba Phú và má Chút đã luôn thương yêu tụi con. Con rất là nhớ khoảng thời gian mà con về nhà ba má cũng chân ướt chân ráo đến một vùng đất mới, nhưng mà ba má đã thương yêu con và coi con như là con ruột ở trong gia đình. Dạ, con xin cảm ơn mẹ Yến rất là nhiều. Thật ra thì con cũng không biết nói gì hơn, thì cảm ơn mẹ đã mang xuân đến với con. Con cảm nhận được cái tình thương của mẹ đối với con cũng giống như mẹ ruột của con vậy. Và con rất là trân trọng. Dạ, con xin cảm ơn mẹ rất là nhiều. Nhân buổi tiệc thành hôn thì con xin cảm ơn quý thầy cô, các anh chị và bạn bè đồng nghiệp đã chúc phúc cho hai chúng con thành duyên vợ chồng. Thì chúng con xin cảm ơn những cái tấm lòng của thầy cô cũng như là những cái lời chúc phúc của mọi người ạ.